Chưa để con ấy chút tài. À, cái mục
không tròn xoe được, cái này mềm quá mẹ ơi. Mềm quá à. Nó có dính vào tay con đây nè. Cái bánh gì đấy? Ơ mẹ làm cái gì đấy? Sao mẹ để đầy bột vào đấy để làm gì ạ? Ui! Mẹ làm cái gì đấy? Mẹ ướp bột à? Bây giờ nặn bánh trôi, tôi đi nặn bánh trôi đi. Ờ đây là bánh rán đó mẹ. Nghe tiếng bột bột này thích lắm mẹ. Cái này nhân được rồi nhỉ mẹ nhỉ? Con vo tròn cái nhân vào. Đừng làm ấy thôi. Bấy yêu ý.